Tiếp tục chương trình làm việc chiều qua mùng 4 tháng 11 theo giờ Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp-Việt. Các bác sĩ, chuyên gia y tế người Pháp gốc Việt bày tỏ vinh hạnh được gặp và chia sẻ tình cảm, trách nhiệm, ước vọng với Thủ tướng. Đặc biệt, các bác sĩ Pháp gốc Việt thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người con đất Việt nơi hải ngoại đối với y tế nước nhà. Các bác sĩ, chuyên gia y tế cho rằng, thời gian qua, các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp Việt đã có sự gắn kết hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều hoạt động. Trước mắt, cần tiếp tục đoàn kết, chung tay, góp sức cùng nhân dân Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Pháp được xây dựng trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau nên ngày càng tốt lên cả trong cơ chế song phương và đa phương. Trong mối quan hệ đó, có quan hệ về y tế. Một số nền móng ban đầu của y học hiện đại tại Việt Nam đều có dấu ấn của người Pháp. Trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều vaccine. Các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp cũng có nhiều hành động thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ Việt Nam chống dịch, thể hiện nghĩa cử trong lúc Việt Nam còn khó khăn. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, ngành y tế Pháp và các bác sĩ, chuyên gia y tế của Pháp đã dành cho Việt Nam. Thủ tướng cho biết, vừa qua, đợt dịch thứ tư với chủng virus Delta, dịch COVID-19 đã lây lan mạnh trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, với nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả nước và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Pháp, dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Việt Nam thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng mong muốn các bác sĩ, chuyên gia y tế Pháp Việt với mối duyên nợ của hai dân tộc phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của ngành y hai nước trong thời gian qua, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay mà hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, nhất là y tế dự phòng, y tế chuyên sâu, phát triển ngành dược vì mục tiêu tiếp tục đem lại hạnh phúc, ấm no cho người dân.